nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi gốc là tiên tổ ân sâu gió dài. Sinh ra con cháu các hàng quê hòe thịnh vượng thọ trường vương anh hôm nay nhân tiết ngày cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Chim thung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn, chăm mây họ gian lao nhớ cầu bách điều quy sao, chăm mơ nghe ngàn suối dồn đi vào một sống. Điều quý sao chăm mơ nghe ngàn xuôi dồn vào một sông. Ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ cầu âm quý hiên xưa ngọt mà không khóc cơ đồ vững sao. Ngọt nhì mà không gốc cơ đồ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi. Thank you.
văn tề. Get it.
Thank you.
Thank you.
tình thân phục vị. Phật can chi cáo vô
được phong vi dực báo trung ương tướng đáng thân vì tiền. Nấu thinh đức thanh hoàng đệ nhị quý hiệu sắc thái đại vương, tước phong vi dực báo trung ương tướng đáng thân vì tiền. Nấu thinh đức thanh hoàng đệ tam quý hiệu trung sơn đại vương, tước phong vi dực báo trung ương trung đáng thân vì tiền. Nấu thinh đức thanh hoàng đệ tư quý hiệu đức chánh đại vương, tước phong vi dực báo trung ương tôn thần vì tiền. Tấu thỉnh đức thanh hoàng đệ ngũ quý hiệu mỹ mãn đại vương, tước phong vi dực báo trung ương chúng đáng thần vì tiền. Tấu thỉnh đức thanh hoàng đệ lục quý hiệu ông về tổng đốc đại vương, tước phong vi dực báo trung ương tôn phu vì tiền. Ôi thình đức tiền tôn thánh mẫu quý hiệu liễu hành công chúa, bao phong chế thủy hoa diêu đại phương vì tiền. Ôi thình đức long trần đại vương quyền nân tự, tước phong vi dực báo trung ương thượng đáng thân vì tiền. Ôi thình đức thần ninh quán song phượng, tước phong vi dực báo trung ương tôn phu vì tiền. Ôi thình quán thổ thần quán xóm đông vì tiền. Ôi thình quán thổ thần xóm giữa công an vì tiền. Ôi thình nhị quý hiệu Nguyễn Duy Thiện, tước phong huấn đạo vì tiền. Ôi thình quán thần ninh quán gió địa long mạch nội điện, ấp ngoái đông điện các xứ vì tiền. Có cấp đức chúa công hàng mài quán vì tiền. Cung thình quán chính vương hành tiền, chí đức chí thần ngũ phương long mạch chứ ban võ lễ vì tiền. Cung thình các chư hôn anh hùng nghiệp sĩ thôn qua hấp vì tiền. Quân phụ kế đo tái quân hóa cân thắng đức vì hồ trừ phúc lộc an khang ăn mong phong mà đảm hòa cốc nhân vật bình an cảnh ngã cao. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ta lễ cuối cùng ai. Xin chào mừng anh em, 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 chào mừng an
trăng lên trên đỉnh cầu thương nhớ, tiếc mưa anh đi em hát mãi quán họ. Xin gửi cả anh trong quê mình trong lời hát. Chương trình lễ khánh thành tu bổ đình Quang Ốc, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân ngày hôm nay. Và những lời nói đầu tiên cho phép công huy xin được gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và đặc biệt chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, Bắc Lý là vùng đất cổ nằm bên dòng sông Long Xuyên huyền thoại, nơi ra đời của những điệu hát múa dân gian lải lèng đậm màu sắc linh thiêng, vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nơi có những lễ hội độc đáo riêng có, nơi lưu giữ cuốn sách đồng cổ nặng nhất Việt Nam. Để giữ gìn nét văn hóa dân gian đó là những di tích lịch sử văn hóa dày đặc trên vùng đất này, trong đó có cụm di tích đình làng Quan Ốc. Năm 2009, đình Quan Ốc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trải qua gần 6 thế kỷ, qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, sự tàn phá của chiến tranh và sự khắc nghiệt của thiên tai, thời tiết, đình làng vẫn là chốn đi về của biết bao thế hệ người dân thôn Quan Ốc, là nơi chứng kiến những đổi thay thăng trầm của cuộc sống và vẫn bảo lưu được phong cách nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Và ngày hôm nay chúng ta vui mừng có mặt ở đây để khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích đình Quan Ốc. Đến dự và chung vui với chương trình, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Về phía Đảng ủy, lãnh đạo xã Bắc Lý xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về phía ban quản lý di tích đình Quan Ốc xin được trân trọng giới thiệu đại diện cấp ủy, chính quyền, trưởng các ban ngành, đoàn thể. Về phía khách mời, các mạnh thường quân xin được trân trọng giới thiệu
các con em quê hương đang sinh sống tại mọi miền Tổ quốc. Vâng, và đặc biệt xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự có mặt của đông đủ bà con nhân dân trong thôn, ngoài làng đã đến tề tựu đông đủ trong sự kiện đặc biệt này. Và một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón các quý vị và bà con nhân dân. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Tính, bí thư chi bộ, lên ôn lại lịch sử Đình Làng. Xin mời. Kính thưa các đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể nhân dân. Sau đây, thay mặt ban xây dựng Đình Làng, tôi xin báo cáo công tác sửa chữa, tôn tạo các hạng mục Đình Làng Quang Ốc. Đình Làng Quang Ốc, kiến trúc nghệ thuật lịch sử, được xếp hạng cấp tỉnh năm 2009. Đình Quang Ốc tọa lạc phần cuối làng, một phần khu đất rộng, không gian cảnh thoáng đãng, không khí trong lành, sát đường thôn. Đình Quang Ốc được xây dựng cách đây gần 6 thế kỷ. Năm 1889, đình được xây dựng to đẹp hơn. Phía trước đình là giếng hình bán nguyệt, cổng đình xây kiểu tam quan, đình được xây kiểu chữ đinh. Điện đường ba gian hai chán, hai trái hậu cung ba gian. Đình thờ lục vị thần hoàng đại vương, Tung Sơn đại vương, Đức Chính đại vương, Công Mang đại vương và các tướng Thoại Hùng, Vương Vua Hùng đánh đuổi quân Thục, trừ họa bệnh tật, giữ gìn cơ nghiệp họ Hùng bền lâu. Sắc Hải đại vương con Lý Nhân Tông có công đánh đuổi giặc Vĩnh Trinh ra khỏi bờ cõi. Mỹ Hãn đại vương, ông Vệ đại vương giúp Vua Hùng đánh đuổi quân Chiêm Thành, trừ họa bệnh tật, dạy bảo nhân dân làm ăn. Hiện tại đình còn lưu giữ 4 quyển Ngọc Phả và 15 đạo sắc phong. Các đại Vua Hùng Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và Khải Định sắc phong. Trong thời kỳ Đảng ra đời và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tại đình Quang Ốc diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của địa phương. Dưới mái đình Quang Ốc, nhiều người con yêu tú của quê hương đã lên đường chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trải qua thăng trầm của lịch sử, hạng mục của đình đã bị xuống cấp như mái tường bao hậu cung năm 2020, được sự hỗ trợ của cấp trên, hậu cung đã được sửa chữa xong, còn mái đình và tường bao đã bị xuống cấp trầm trọng, cần sửa chữa xong, còn cần sửa chữa nâng cấp ngay theo nguyện vọng của dân làng và người con quê hương đang sinh sống công tác tại mọi miền Tổ quốc. Năm 2023, thôn đã họp cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận và nhân dân thống nhất xin phép các cấp có thẩm quyền để sửa chữa một số hạng mục và tôn tạo một số công trình đã bị mai một. Sau khi họp thống nhất đã được sự cho phép của các cấp thôn triển khai sửa chữa tường bao và tôn tạo nhà sắp lễ giếng đình, thôn đã họp và cử ra ban xây dựng, đồng thời cử ra ban liên lạc để kêu gọi ủng hộ cúng tiến của nhân dân trong thôn và những người con đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước. Với sự nỗ lực chung sức đồng lòng của cán bộ toàn thể nhân dân, trong thời gian 2 tháng rưỡi, các hạng mục đã hoàn thành. Tổng kinh phí kêu gọi bằng tiền mặt và hiện vật là 630 triệu đồng. Thôn đã công khai kinh phí cúng tiến ủng hộ của nhân dân trên loa của thôn và ghi chép vào sổ vàng của đình. Tổng kinh phí sửa chữa tôn tạo là trên 600 triệu đồng. Kinh phí xây dựng được quyết toán công khai để toàn thể nhân dân biết các hạng mục công trình được hoàn thành là tâm huyết, công sức cán bộ và nhân dân cũng như người con xa quê hương. Một công trình khang trang tôn kính đem lại sự đổi thay về diện mạo của thôn và niềm tự hào của cán bộ và nhân dân đang sinh sống tại quê hương và nơi trở về đầy niềm hy vọng.
Việc trùng tu tôn tạo đình làng không chỉ tạo điều kiện cho nhân dân trong làng là nơi thờ cúng tưởng niệm các vị tiền hiền có công khai làng mở xóm, mà còn là địa chỉ vàng giáo dục truyền thống quê hương cho con cháu mai sau. Sau hơn 2 năm rưỡi tiến hành trùng tu tôn tạo ở các hạng mục công trình, khuôn viên di tích đã được nâng cấp sửa chữa khang trang theo đúng nét văn hóa truyền thống lịch sử. Cuối cùng, thay mặt ban xây dựng kiến thiết đình làng xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các cụ, các bà cùng toàn thể nhân dân bước sang năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự thành công, mong tiếp tục được sự nhận được sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong làng cũng như những người con xa quê hương để các hạng mục còn lại của di tích sẽ được sửa chữa trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và xin được cảm ơn những lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Tính, bí thư chi bộ của địa phương. Và ngay sau đây thì xin mời ông Nguyễn Quốc Phương sẽ cùng lên và báo cáo thu chi xây dựng tôn tạo đình năm 2023. Xin mời. Kính thưa hai thầy, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các cô, dì, chú, bác, anh em, con cháu. Theo hưởng ứng của kêu gọi từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 18 tháng 1 năm 2024 thì toàn thể bà con nhân dân và những người con đang sinh sống và làm việc ở mọi miền Tổ quốc là tổng quyên góp là được 630.250.000. Thì tổng chi phí thì tôi sẽ đọc cụ thể để bà con có thể nắm được hết mọi thứ này. Tổng chi phí của tường bao, nguyên vật liệu của anh Đông Thúy hết 61.670.000, sắt đổ răng tường bao hết 8.983.000, trong đó có 7.000 gạch của bà con Cung Tiến, đấu đèn khung tranh cộng con giống cộng chữ thọ hết 11.600.000, công xây dựng 128 m² tường nhân với 410.000 bằng 52.480.000, thay đổi thiết kế tường rào thêm 5 triệu, tổng hàng rào hết 146 triệu chưa bao gồm sơn và máy xúc. Đến nhà sắp lễ, công xây dựng hết 60.600.000, công nhật phát sinh hết 12.770.000, công sơn hết 17.125.000, tiền sơn của anh Phi hết 12.580.000, tiền sơn của công ty sơn Zomoto hết 54 triệu thì anh có đóng quyên góp một lửa là bằng 27 triệu thì làng chúng ta chỉ mất có 27 triệu tiền sơn. Gỗ cộng mái nhà của nhà sắp lễ hết 32 triệu 150 nghìn, ngói hết 8 triệu 100 nghìn, cửa nhôm của anh Đạt hết 11 triệu 862 nghìn, gạch lát nền hết 5 triệu 3, đèn năng lượng cộng cột cộng dây led hết 10 triệu 550 nghìn, điện nước của ông Toán hết 25 triệu 875 nghìn, sửa đầu hồi đình dốc ra và chát lại tiền công mất 6 triệu. Tổng lễ các ngày khởi công và chi phí lặt vặt là hết 9 triệu 6. Cửa gỗ của anh Luyện hết 21.370.000. Tổng nguyên vật liệu của anh Hiền Lan hết 189 triệu thì gồm sắt, máy xúc và nguyên vật liệu làm nhà. Sắt móng nhà hết 8.569.000. Sắt đổ mái hết 7.565.000. Chuyển cây đa hết 2.500.000. Mua cây quất hết 2.900.000. In tranh lụa hết 1.200.000. Và buổi cuối cùng thì ban khánh tiết của liên hoan cho đội thợ, tất cả các đội thợ là hết
hết 2.400.000. Thế là tổng chi phí là hết 475.234.000 của nhà và công tác phụ. Và tổng tính đến là bây giờ là cả tường rào và nhà sắp lễ và toàn thể thì là hết 625.250.000. Thì hiện giờ là quỹ đang còn 10.283.000. Thì trong đó thì khi xây dựng giếng, báo cáo với toàn thể nhân dân là toàn thể là giếng thì là sẽ toàn bộ tường bao, nguyên vật liệu thì sẽ là do 4 người là có sư thầy và anh Lương Văn Hiền Lan, ông Nguyễn Quốc, anh Nguyễn Quốc Vương, anh Đương Hữu Hoàng là 4 người là chịu trách nhiệm toàn bộ vật liệu. Hai đèn đấu trụ của một bên giếng bên này là của anh Lương Văn Hùng nhà bác Đáo. Thế còn bên kia thì là của gia đình ông Nguyễn Phong. Và toàn bộ nhân công thì toàn thể nhân dân ra đóng góp. Thì tôi cũng xin đọc được là những người có công để ra đóng góp, công để xây dựng hai giếng: một là ông Khôi Hà, hai là anh Khéo Thảnh, ba là anh Nguyễn Gấm 2 công, 4 là anh Tiến Huệ 3 công, 5 là anh Thời Huệ 3 công, 4 là ông Mười nhà Cục Khanh 2 công, anh Nhật 6 1 công, ông Khoa Dung, anh Huy 2 công, anh Thiện 3 công, ông Mười Tươi 2 công, ông Dụ 2 công, Tuấn Nhận 2 công, Thành Quế 1 công, Thành Tú 1 công, Thuật Huế 1 công, anh Toan 1 công, anh Vịnh 1 công, anh Tiến Len 1 công. Toàn bộ phụ thì sẽ là anh Thê, Thanh Xuân, Toản 6, 3 công, ông Phong Huyên 2 công, anh Tịnh Huệ 4 công, ông Đỏ 1 công, Bảo Anh 1 công, anh Thuần 1 công, anh Khải 1 công, ông Huyên 2 công, ông Bình Liễu 2 công, ông Hưng 1 công, anh Năm Bơi 1 công, anh Điền, ông Điều 1 công, anh Điền 1 công, ông Tuấn Phố 2 công, anh Xíu 1 công, Thuật Xoan 1 công, anh Nhất 1 công, Minh Xuyến 1 công, Trưởng Hòe 1 công, ông Lê Huyên 1 công, ông Khơ 1 công, ông Linh Gái 1 công, Thầy Chùa 1 công, Thời Mười 1 công, anh Hữu 2 công, anh Hữu 1 công, ông Nhuận 1 công, anh Thành Tú 1 công, anh Phi 3 công, anh Thuần 2 công, anh Hổ 2 công. Và toàn bộ cao ở hai giếng là anh Đạt và ông Đỏ cúng tiến 15 cây cao, anh Thuần hơi một cuộn giấy ly lông. Báo cáo là toàn bộ chi phí và công xây dựng đình đợt này thì cũng là rất cảm ơn là toàn thể các cụ câu các bà con nhân dân và ở mọi miền tổ quốc của người con của quê hương đã chung sức về để xây dựng lại đình ta được khang trang như đợt này, thì cũng xin cảm ơn tất cả. Dạ vâng ạ, và xin được cảm ơn những báo cáo về thu chi xây dựng tôn tạo đình 2023 rất chi tiết và rất cụ thể của ông Nguyễn Quốc Vương. Và cũng xin phép được thay lời cho ban lãnh đạo cũng xin được cảm ơn những mạnh thường quân, những đóng góp của những bà con nhân dân đang cùng sinh sống tại địa phương cũng như tại mọi miền tổ quốc để chúng ta có thể có được lễ khánh thành tôn tạo đình làng Quang Ốc tuyệt vời như ngày hôm nay. Vâng, và xin kính thưa quý vị thân mến, và để tiếp theo chương trình thì xin mời ông Nguyễn Văn Triển ạ, đại diện người con xa quê sẽ cùng lên sân khấu và cùng phát biểu cảm tưởng. Xin mời. Kính thưa các vị đại biểu, các khách mời, kính thưa các cụ, các bà, các vị cao niên cùng toàn thể nhân dân thôn Quang Ốc. Là người con sống xa quê hương, nhưng qua tìm hiểu tôi được biết đình làng Quang Ốc có bề dày lịch sử cách mạng, là nơi thờ cúng các vị thành hoàng làng, đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, trải qua bao
trầm của lịch sử nhuốm màu của thời gian, ngôi đình đã xuống cấp. Trong thời gian vừa qua, được sự chỉ đạo của chính quyền thôn, cùng với sự lao động sáng tạo của Bát Khánh Thiết, cùng với sự đóng góp nhiệt tình của toàn dân trong thôn và những người con đang sinh sống trên mọi miền tổ quốc, nhất là một số nhà hảo tâm đã tu tạo lại một số hạng mục của ngôi đình. Trưng công trình tuy không lớn nhưng nó mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn và thành quả rất đáng tự hào. Hôm nay trên chính mảnh đất của ngôi đình, chính quyền địa phương kết hợp với Ban Khánh Thiết đã tổ chức lễ khánh thành một số hạng mục vừa được tu tạo. Đây cũng là dịp để toàn dân trong thôn và chúng tôi là những người con sống xa quê hương được chứng kiến sự thay đổi diện mạo của ngôi đình, trong đó có sự đóng góp công sức của bản thân mỗi người. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, cứ mỗi dịp về thăm quê, nhìn thấy sự thay đổi quê hương, chúng tôi vô cùng phấn khởi. Thôn Quang Ốc ta điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn và rất cần đến sự đóng góp của những nhà hảo tâm và những người con sinh sống trên mọi miền tổ quốc. Đại diện cho những người con xa quê, tôi xin hứa trước chính quyền và nhân dân thôn Quang Ốc, dù ở bất cứ nơi đâu và ở hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn hướng về nơi quê cha đất tổ để sẵn sàng đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cùng toàn thể nhân dân thôn Quang Ốc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị lãnh đạo, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân thôn Quang Ốc có một sức khỏe, thành phúc, hạnh phúc và thành công. Xin và xin được cảm ơn những lời phát biểu rất cảm xúc của ông Nguyễn Văn Triển. Và Công Huy cũng xin chúc cho những và Công Huy cũng xin chúc cho những người con xa quê của chúng ta sẽ thật nhiều sức khỏe, sẽ xây dựng được sự nghiệp thật vững vàng và sẽ có những đóng góp tới quê hương thân yêu của chúng ta. Vâng ạ. Vâng, bác Triển cũng muốn đóng góp thêm một ý kiến nữa, bởi vì hôm nay là rất là tuyệt vời và bác có rất nhiều cảm xúc muốn gửi tới toàn thể quý vị. Xin mời bác ạ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay chúng tôi được về rất hay hạnh được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Ban Khánh Thiết mời chúng tôi về dự chung vui cùng toàn thể nhân dân để chứng kiến những thành quả của nhân dân thôn Quang Ốc. Và với ý nguyện của chúng tôi là những người con sống xa quê hương, thầy chùa chủ trì chùa Quang Ốc đã tư vấn và nói họ chúng tôi những điều tâm tư tình cảm dành cho địa phương qua một bài thơ. Tôi xin trình bày trước toàn thể nhân dân. Mái đình giếng nước cây đa giữ trong tiềm thức đấy là quê hương, dấu đi trăm lẻo ngàn phương kỷ niệm xưa mãi vẫn vương trong lòng. Sân đình trung thu trăng trong kỳ lân trong đất lượn vòng gốc đa, ở đâu vẫn nhớ quê nhà, về quê để kính ông bà lén nha. Có anh em có họ hàng thăm hỏi thăm nơi sử tích đình làng quê ta, người đi xa nhớ quê hương người ở gần. Các bạn kính thưa quý vị thân mến, có thể chúng ta là những người con xa quê, chúng ta có thể xa quê hương nhưng trái tim chúng ta gần nhau thì khoảng cách không bao giờ là xa cả. Và Công Huy hy vọng rằng những người con xa quê hương Quang Úc của chúng ta sẽ cùng xây dựng những sự nghiệp thật vững vàng, và với mỗi dịp Tết đến xuân về hay những cơ hội để chúng ta có thể trở về quê hương thì chúng ta đều có thể chứng kiến được những đổi thay rất tích cực và rất tốt đẹp của quê hương. Và xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho những người con xa quê ạ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ Công Huy xin phép được trân trọng kính mời ông Lương Quốc Hoàn, con em sinh sống tại địa phương, sẽ cùng phát biểu những cảm xúc của mình. Xin mời ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương
Kính thưa toàn thể những người con em quê hương Quảng Ngọc, trong văn hóa dân tộc Việt Nam, đình làng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống cộng đồng. Đình làng là nơi tâm linh của người dân được xây dựng để tôn vinh các vị vua hùng, các anh hùng dân tộc, vị thành hoàng làng, đồng thời cũng là nơi để cư dân trong làng tương tác gắn kết với nhau. Khánh thành, tu tạo đình làng là một sự kiện quan trọng trong đời sống cộng đồng, đánh dấu sự hoàn thành công trình xây dựng đình làng, đồng thời khởi động một giai đoạn mới trong lịch sử của làng. Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm Quý Mão, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thôn Quang Ngốc của chúng ta long trọng tổ chức lễ khánh thành đình làng. Có thể nói, lễ khánh thành tu tạo đình làng ngày hôm nay là một trong những sự kiện lớn, đáng ghi nhớ nhất của đảng ta trong vài chục năm qua, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển của làng ta kể từ khi thành lập làng đến nay. Có được kết quả ngày hôm nay, toàn thể bà con thôn Quang Ngốc đang sinh sống tại làng đánh giá rất cao sự quyết tâm của các dòng họ trong làng, sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của toàn thể bà con ở quê nhà và xa quê, sự tận tâm, tận lực của ban quản lý và xây dựng đình làng và sự lãnh đạo sát sao của đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thôn Quang Ngốc, đặc biệt là các bạn trẻ, thanh niên có tấm lòng, nhiệt huyết hướng về quê hương. Thay mặt toàn thể bà con đang sinh sống tại làng, chúng tôi vô cùng biết ơn và xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể bà con, ý tưởng trùng tu đình làng đã được ấp ủ từ lâu và trở thành nguyện vọng khát khao của tất cả con em quê hương Quang Ngốc của chúng ta, dù ở làng hay ở xa quê. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khách quan và chủ quan nên ý tưởng đó chưa thể trở thành hiện thực. Mãi đến ngày hôm nay, làng ta mới hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, việc trùng tu mới được thực hiện. Trùng tu tôn tạo đình làng thể hiện một tinh thần thống nhất, đoàn kết, tinh thần vì quê hương rất cao của toàn thể con em quê hương Quang Ngốc, cũng như những người ở xa quê. Đình làng ta được xây dựng từ sự đóng góp, tiền của và công sức của toàn thể con em làng ta, tùy theo hoàn cảnh mà người nhiều, người ít, người góp công, người góp của, nhưng tất cả đều chung sức, thể hiện sự chung lòng hướng về ngôi đình làng thiêng liêng và đáng tự hào ngày hôm nay. Sự chung sức, chung lòng đó chính là sức mạnh tổng hợp của làng ta, và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm liên tục giữ gìn, phát huy sức mạnh tổng hợp đó. Ngày xưa, đình làng là nơi tâm linh, trung tâm văn hóa, là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng, nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của làng. Chúng tôi mong các họ tộc, lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương sẽ có các biện pháp khai thác tốt giá trị văn hóa của ngôi đình, để ngôi đình không chỉ là một địa chỉ tâm linh đông vui vào những ngày rằm, giỗ Tết, mà còn là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng mang đậm nét văn hóa của quê hương Quang Ngốc. Thưa toàn thể bà con, Quang Ngốc quê hương của chúng ta là một làng đặc biệt. Sự đặc biệt đó thể hiện ở làng nghề Mây Che Đan, có hệ thống các nhà thờ của các dòng họ, có hệ thống đường xóm, đường làng, có chùa, đình, đền, có giọng nói riêng mà đi đâu cũng nhận ra đó là người Quang Ngốc. Có truyền thống hiếu học từ ông cha, chúng ta vô cùng tự hào được là con em của một vùng quê đặc biệt như quê hương Quang Ngốc. Sau những năm đổi mới, bộ mặt của làng ta ngày càng thay đổi, nhà văn hóa ngày một khang trang, nhà cửa cao hơn, đẹp hơn, đường xá được bê tông hóa, đời sống vật chất, văn hóa cũng như tinh thần của những người quan quê hương đã được nâng lên rõ rệt. Nay, đình làng càng khang trang, được sự che chở, phù hộ của thành hoàng làng. Mỗi người quan Quang Ngốc chúng ta, dù ở đâu, dù ở bất cứ cương vị nào, cũng phải cố gắng hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa để quê hương Quang Ngốc chúng ta ngày càng phát triển, đưa làng ta trở thành một làng kiểu mẫu mọi mặt, xứng đáng với những gì mà các bậc tiền nhân để lại. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, một lần nữa thay mặt cho bà con đang sinh sống tại quê nhà, tôi xin chân thành cảm ơn các dòng họ trong làng, cảm ơn đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Bắc Lý,
cùng toàn thể bà con quê hương và bà con xa quê đã đồng sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đình làng Quang Lốc khang trang, to đẹp như hiện nay. Kính chúc quê hương của chúng ta ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, và xin được cảm ơn những lời phát biểu rất tuyệt vời tới từ ông Vương Lương Quốc Hoàn, một người con đang sinh sống và rất thành đạt tại địa phương. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông sâu, con người ta sinh trưởng bởi vì đâu? Vâng ạ, và để giải đáp câu hỏi đó thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bài thơ Vịnh Cảnh Về Đình với phần thể hiện của ông Nguyễn Văn Bình ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Vâng ạ, và xin mời ông Nguyễn Văn Bình ạ. Một tràng vỗ tay lớn hơn nữa thì quý vị ơi. Thưa ông bà, các anh chị, đặc biệt là vị khách quý và người con xa quê, thực tế ra mà nói là không phải là thơ. Đấy, tôi thấy đình làng là đẹp và đẹp hơn tất cả, mà tuyệt vời là tuyệt vời hơn tất cả, tuyệt vời hơn cả bức tranh thủy vàng. Thế tôi mới tóm tắt những cái điều mà Ban Khánh Thiết và nhân dân coi là chủ tu lại của bây giờ mới thành những câu thôi chứ không phải là thơ. Nhưng lần đầu tiên cho tôi vẫn nhớ thay mặt gia đình nhà tôi chúc các cụ, câu, các bà, các anh chị em, đặc biệt là khách quý và những người con ở phương xa. Vâng, thì tôi nôm na có mấy coi là dòng thôi chứ để tôi tụ tập lại chứ không phải là thơ, xin nói như thế. Vâng, đình làng có giếng nước trong là ai mất gặp của làng nữa chưa? Sau đình này có núi có đồi có hòn con bồ để ngài tự lưng. Vâng, để tôi giải thích cái câu này để có câu các bà biết là có núi có đồi có hòn non bộ có ngài tự lưng như thế này. Trước kia thì tôi đi giám sát con đường này, các cụ câu các bà cứ bảo là ô sao là cứ để con đường nó đâm vào hộp cung. Đấy, thì mai sau là có thằng con cháu là cháu Đồn đấy đã hóa giải được rồi, đã làm coi cái hòn đá cháu Đồn đây cũng đi xem tất cả đấy, thế mới về mới dựng lại cái hòn non bộ đấy, rồi núi đấy dù có xiên vào đến đâu thì là có núi có đồi và chỉ có là hạ thôi đấy. Chỉ nói với các cụ công quốc bà mới có câu này, đằng sau có núi có đồi có hòn non bộ cho ngài tự lưng. Vâng, đấy là như thế. Vâng, đấy là thêm này, lại có thêm một cái sân đình để làm sắm lễ hiện hình, rõ chưa? Vâng, đây rồi lại có cả ao đấy, có ao thả cá, có cho làng rửa chân. Vâng, người ơi, ban đầu cứ tưởng là mơ, bây giờ thì hiện thực không mơ nữa rồi. Vâng, đình làng đẹp lắm ai ơi, đi xa thì nhớ sẽ về. À, đây này, đình làng đẹp lắm mình ơi, đi xa hãy nhớ về chơi thăm đình hết. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời thơ mà không phải là thơ đúng không ạ, lời vịnh ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời, rất cảm xúc và đúng là mơ bây giờ đã thành thực rồi ạ. Một tràng vỗ tay nữa thì quý vị ơi. Vâng ạ, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ thì Công Huy xin được trân trọng kính mời Ni Sư Thích
Đàm Hải ạ, chủ trì chùa Quang Ốc sẽ cùng lên tặng hoa ban tổ chức ạ. Vâng, và xin mời bác Tính và bác Hữu ạ. Vâng, xin mời hai bác sẽ cùng di chuyển lên sân khấu và cùng nhận hoa tới từ những vị khách của chúng ta. Dạ vâng ạ, và xin mời ly sư Thích Đàm Linh, trụ trì chùa Lão Khê, Tân Lê, Hưng Hà, Thái Bình, một người con quê hương sẽ cùng tặng hoa. Vâng ạ. Xin mời bác Tính và bác Hữu ạ. Vâng ạ, xin mời đại diện công ty EPT thành phố Phủ Lý sẽ cùng trao hoa và quà tới ban lãnh đạo của. Xin được cảm ơn những phần quà rất ý nghĩa và rất tuyệt vời tới từ những vị khách quý, những vị đại biểu và những người con xa quê đã cùng gửi gắm những tình cảm của mình tới địa phương. Vâng, và xin thay mặt cho ban tổ chức thì xin chúc quý vị một năm 2024 với thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành đạt. Chúc quý vị chúc. Dạ vâng ạ, và xin mời Bí thư và trưởng thôn sẽ cùng tặng ban khánh thiết để ghi nhận những công sức của vâng là tặng hoa cho ban khánh thiết ạ. Vâng, để cùng ghi nhận những công sức mà chúng ta đã đóng góp để cùng có được một ngôi chùa khang trang như ngày hôm nay. Vâng, xin mời đại diện ban khánh thiết ạ. Vâng, đây là những bó hoa để ghi nhận những đóng góp mà chúng ta đã cùng nhau để cùng có thể thiết kế, xây dựng và một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và Công Huy xin phép được thay mặt ban tổ chức xin chúc quý vị một năm 2024 cùng những người thân yêu của mình thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành đạt. Và chúc quý vị sẽ có một năm 2024 vạn sự như ý, an khang, thịnh vượng. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức những thanh âm tuyệt vời nhất tới từ những người con Hà Nam. Vâng ạ. Đời phiêu sạt con lại về úp mặt vào sông quê ơi cũng sống sạt sao những năm mẹ chờ trẻ con đi qua trước để mưa buồn từng hạt mồ sát hàng ba tháng bầy từng vỉ heo mây trên má em Oh,
trông trên bãi, lúa gặt xuôi còn để lại giấc thơ cùng một bên sông. Con trâu nằm dòng dưới bầy tre thơ mát phía thương buồn, một dòng xanh trong chảy mãi. Xin phép được mời ông Nguyễn Văn Tính, bí thư chi bộ sẽ cùng lên và cùng sẽ chia sẻ thêm những cảm xúc, những suy nghĩ của mình. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa anh, xin được cảm ơn tình cảm của quý vị và con Hương Hương đã dành tặng là trong với một ca khúc đầu tiên ngày hôm nay, với món quà và âm nhạc, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An với ca khúc Câu Chuyện Đầu Năm, và có lẽ một bài hát tiếp theo nữa, vì Thiếu An đang công tác tại Nhà Chèo Nội thì không có lý gì mà không phải hát chèo và hát văn để dành tặng tới bà con quê hương. Có lẽ thì ngay sau đây sẽ là một giá hát văn để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, sức khỏe, và đặc biệt cầu cho những người con của quê hương Quảng Ốc luôn luôn được đắc tài sai lộc, đi một về mười, đi tươi về tốt, công thành danh toàn. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức giá hát văn được mang tên Chầu Bé Bắc Lệ, được trích trong 36 giá chầu trong tứ phủ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lệ bao xa ta ai đi, Bắc Lệ bao xa ai đi, chiêm bái phải qua ngôi đền Châu. Ôi,
cháu bé dậy chín rừng nghề ca hót đêm thì thâu mưa chim oanh diêu dít bên lâu Phượng Hoàng tung cánh về chầu đông tiên, vẫn dù con trên non mi dầu dù hướng dẫn trang cảnh đẹp tự nhiên mi một bầu gió mát trăng trong ý. Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo đất sỏi đá ong một vùng sơn thủy thong dong ý à. Vùng sơn thủy thong dong công đồng Bắc Lệ kỳ cùng thất thế trăm thứ quả hải về dâng mẫu châu hái rau bí củ đầu măng tươi thường làm rau sắng củ mai ý a xin đại Phật lạy châu. Âm đồng đào tả nữ áo chàng xanh yêu điệu thướt tha gọt tiền quẩy lõng hai trà ý à. Chân đi hai sao nón tú lờ giao quai miệng trầu cười trong bóng huê lờ hát tiếng mừng tiếng hò tiếng tinh đàn hồng giao khúc thanh bình ý à. Sao chúc tinh tình hòa ca lúc dạo cảnh bảo hà tháng tay đền đông buông tất cả như tối linh tuyệt quang cảnh trí hữu tình ý. Bay dâng nhang miệng điện từ bi à, 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 à. Đắng ai thấm vắng bên lòng một màu son sắc tốt tốt tươi rực rỡ lên trên ngàn.
sinh ngàn lắng quả nhiều hoa. Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa, trở vào đốt đuốc vào ra sớm chiều, chiếc thổ mây nặng chiếu lưng đèo. Chồng mua đôi đôi đăng tỏa sáng đưa anh buồn vì sao? Ai tâm thành chồng sẽ cho, chồng cho được ấm no, cho buồn cho bán trên khắp nơi trần gian. Trần gian ai biết chồng bé ngàn tôi linh, trần gian ai biết chồng bé ngàn tôi. Sắc sắc tốt tốt tươi rừng già, lên trên ngàn lắng quả nhiều hoa. Lạy chào đôi tay tiên, phía đôi tay tiên tỉa lá vin cành, nón cao đủng đỉnh một mình hai hoa. Hai trăm hoa đem về dâng mẫu, chầu độ cho người phúc nặng hà xa. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay rất là vui được về.